Chào mừng mọi người đến với tóm tắt phim khờ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ phim về chủ đề sát thủ vô cùng hấp dẫn. Là một người mất trí nhớ, nhưng mọi kỹ năng của anh vẫn vô cùng thành thục. Hạ cục được rất nhiều tên sát thủ bám theo. Nào hãy cùng mình thưởng thức bộ phim nhé. Bộ phim bắt đầu bằng cảnh mưa gió bão bùng trên biển địa trung hải. Trong cơn mưa trắng trời và sấm chớp đùng đoàn, xuất hiện một thân hình đang trôi nổi trên mặt biển. Các thuyền viên trên một con tàu đang tụ tập đánh bài với nhau. Trong ánh sáng lóe lên từ tia sét, một người đàn ông trên bong thuyền phát hiện ra bóng hình trên biển. Ông ta vội gọi đồng đội cùng vớt người ở dưới biển lên nhận ra người này còn sống bèn đưa vào trong thuyền kiểm tra thân thể khi gạch áo của anh thanh niên ra họ thấy sau lưng là các vết thương do súng bắn người đàn ông lấy ra một viên kim loại cuối cùng trên cơ thể chàng trai sau khi vệ sinh qua ông nhận ra bên trong là thiết bị phát tia laser chiều nó lên tường là một dãy số và địa chỉ ngân hàng ở thụy sĩ trong lúc ông vẫn còn cảm thấy nghi hoặc chàng trai vừa nằm trên bàn đã biến mất người thanh niên đột nhiên xuất hiện phía sau và tấn công ông ta sau khi liên tục giải thích chàng trai hiểu được ông là người đã cứu sống mình ông lại hỏi tên anh mấy lần nhưng đều nhận được lời đáp trả tôi không biết 14 ngày sau, cơ thể anh thanh niên đã hồi phục, nhưng anh hoàn toàn không nhớ những việc đã xảy ra lúc trước, con thuyền đánh cá cuối cùng cũng cập cảng, thuyền trưởng đưa cho anh thanh niên một khoản nhỏ để có thể đi đến ngân hàng. Trời đã tối rồi, anh chàng phải ngủ qua đêm trên một cái ghế ở công viên. Hai viên cảnh sát tuần tra nhìn thấy anh liền đi đến đánh thức, sau đó yêu cầu anh xuất trình giấy tờ tùy thân. Anh trả lời rằng không có vì đã làm rơi mất rồi. Cảnh sát muốn bắt anh lại đưa về đồn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đánh gục một cách nhanh chóng. Anh thanh niên quá kinh ngạc về khả năng của bản thân, vì sợ rắc rối nên đã vội vã rời đi khi tới ngân hàng nhân viên lễ tân yêu cầu anh viết số tài khoản ra một tờ giấy rồi sau đó chuyển cho bộ phận quản lý nhân viên cấp cao yêu cầu anh phải quét phân tay xong xuôi các bước kiểm tra nhân viên ngân hàng đưa đến một chiếc vali bên trong là hộ chiếu mỹ và một số đồ dùng khác lúc này anh mới biết mình tên là jason bon và nơi sinh sống là ở pháp mở đến tầng dưới của vali jason kinh ngạc khi nhìn thấy một khẩu súng cùng rất nhiều tiền nhiều hộ chiếu cùng với những cái tên khác nhau jason bỏ hết đồ đặc vào túi cá nhân đã được chuẩn bị sẵn bỏ lại khẩu súng vào trong vali ngân hàng trong khi đó một nhân viên ở phía sau lặng lẽ bấm điện thoại báo tin tức jason nhận thấy mình bị theo dõi khi bước ra khỏi ngân hàng hai người đàn ông dáng người cao lớn đang bám theo sau anh khi tới lãnh sự quán jason thành công đi vào bên trong sau khi xuất trình hộ chiếu hai tên bám đuôi thì bị nhân viên bảo vệ chặn lại bên trong lãnh sự quán một cô gái đang to tiếng giải thích về hộ chiếu của mình hình như có vấn đề gì đó với giấy tờ của cô nàng jason không thể tiếp tục chờ đợi nên đã rời đi tới gần cửa jason bị một nhân viên nghi ngờ và bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra gã tiến lại gần anh tay lăm lăm chiếc còng số 8, người cảnh vệ vừa chạm vào anh, liền bị anh quay người phản đòn, hai người nhanh chóng bị anh hạ gục. Sau đó anh chạy lên tầng, các còi báo động lúc này đã được kích hoạt, các vệ sĩ trang bị súng ống lần lượt đuổi theo. Jason lúc này đã đi ra ngoài phía lan can, các vệ sĩ cũng đuổi kịp đến kiểm tra, nhưng không ngờ anh đã nhanh trí leo xuống dưới ẩn lúc, anh men theo gờ từng rời đi một cách lặng lẽ. Trên đường Jason gặp lại cô gái trong đại sứ quán, anh đưa ra đề nghị nếu đưa mình đến Paris, anh sẽ trả cô 20.000 đô. Cô gái không tin những gì anh nói là thật, Thấy vậy anh ném cho cô 10.000 đốt tiền đặt cọc và hứa sẽ trả số tiền còn lại khi đưa anh đến nơi. Cô gái sau một hồi do dự vẫn đồng ý chở Jason đi. Tại cơ quan CIA, giám đốc điều hành chiến dịch tiến hành xác minh danh tính. Sau đó, ông đã yêu cầu tất cả các đặc vụ phải tham gia. Tôi muốn Jason nằm trong bao sắc chiều nay. Các nhân viên đang tiến hành kiểm tra tất cả camera và đã phát hiện ra cô gái chở Jason. Họ điều tra được thông tin của cô qua biển số xe, biết tên của cô gái là Mary đồng thời đưa cô vào tầm ngắm. Bên cạnh đó họ gửi luôn hồ sơ của cô đến nhà an toàn tại Paris và lập lệnh truy nã. Sau nhiều giờ đi đường, hai người rốt cục tới được Paris. Jason đưa số tiền 10.000 đô còn lại cho cô. Sau đó anh cũng mời Marie lên phòng cùng mình, đến nơi anh bấm gọi lại cuộc gọi gần nhất của mình. Không ngờ rằng đầu dây nhận bên kia lại là một khách sạn. Anh hỏi về một cái tên trên hộ chiếu là Ken, nhưng anh lại nhận được kết quả là người này đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi từ hai tuần trước và nhân viên khách sạn cũng nói thêm đã có người thân của Ken tới nhận đồ rồi. Nhưng đúng lúc này một tên sát thủ đột ngột phá cửa kính nhảy vào hai bên người đến kẻ đi đánh nhau liên tục tên sát thủ cũng không phải dạng vừa hai người đánh ngang sức một lúc jason cầm lấy cây bút bi đâm nhiều nhát lên tên sát thủ sau đó nhấn đầu hắn ta xuống sàn để tra khảo đồng thời gọi mary lục loại ba lô của hắn ta mary tìm thấy tờ truy nã có in hình của mình trên đó cô mất bình tĩnh lao đến hỏi tên sát thủ nhưng bị jason ngăn cản không có người không chế tên sát thủ bật người dậy và nhảy ra ngoài cửa sổ không muốn để lại mary anh đưa cô xuống lầu cùng bỏ đi ở trong xe jason đưa cho cô hộ chiếu của mình và khuyên cô tới đồn cảnh sát kể lại sự việc như vậy cô sẽ vô tội anh nói rằng anh không thể bỏ trốn cùng cô vì anh không rõ mình là ai và phải đối mặt với thế lực nào nhưng cuối cùng mary vẫn quyết định thắt dây an toàn và đồng hành cùng jason hai người trên xe cùng nhau chạy trốn cảnh sát một cuộc truy đuổi gay cấn đã diễn ra trên đường phố paris bằng khả năng lái xe điêu luyện jason đã thành công cắt đuôi tất cả cảnh sát truy đuổi phía sau anh lái xe xuống dưới hầm một tòa nhà rồi bỏ lại chiếc xe trong nhà xác người của cục điều tra tên là wambosi đã đến kiểm tra thi thể phát hiện xác chết đã bị đánh cháo người đàn ông giận dữ bỏ đi nữ tình báo đã thông báo việc này cho giám đốc điều hành Cia. Ngày hôm sau, Kambosik đang tức giận vì xác chết bị đánh cháo, thì bất ngờ bị giết chết bởi một tay bắn từ phía xa. Ở phía bên này, Marie được Jason hướng dẫn đã lấy được hồ sơ của Ken. nhờ đó lấy được số điện thoại và bảng sau kê số tài khoản của mình. Jason đi tới ngân hàng, nhân viên ở đây đều gọi anh là Ken. như vậy là danh tính của anh tại nơi này là Ken. Theo như thông báo thì anh đã bị giết chết từ mấy tuần trước. vậy thì ai là người đang ở trong nhà xác? Anh dùng tiền mua chuộc nhân viên nhà xác, nhưng lúc cửa mở ra bên trong trống rỗng sau đó một nhân viên khác đã thông báo kênh đã được anh trai đưa đi Ta nhân viên kia yêu cầu hai người ký vào giấy đăng ký nhưng jason đã nhanh chóng xé cả tập giấy mang đi đôi giấy tờ ra xem jason nhanh chóng phát hiện wambosi là người đã đến xem thi thể đến nhà ông ta thì thấy ông ta đã bị sát hại anh mua báo đọc thử thông tin về wambosi có một kẻ lạ đã đột nhập lên thuyền của ông ta và bị ông phản công lại bằng mấy phát đạn và đẩy hắn xuống biển điều này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của bản thân anh theo đó jason chính là một sát thủ mary thấy vậy cảm thấy rất bất ngờ cô không biết nói gì nữa hai người sau đó lên một chiếc taxi nhưng đi được một lúc bọn họ buộc phải vội vã xuống xe rời đi do phía trước tập trung rất nhiều cảnh sát mary lúc này rất sợ hãi jason cô muốn rời đi một mình anh đã ngăn cô lại và thuyết phục cô bình tĩnh tại trụ sở cia lúc này đang vô cùng căng thẳng giám đốc điều hành đang phải đối mặt với nguy cơ bị chất vấn từ cấp cao để thoát khỏi nguy cơ này chỉ còn một cách là trừ khử jason ông ta yêu cầu nhân viên của mình tra cứu sâu hơn về thông tin của mary trong lúc này mary và jason đã đến khu trang trại ở ngoại ô của anh trai cô sau đó không lâu Seiya cũng dò được vị trí của hai người và họ đã phái sát thủ đến. Ngày hôm sau, chú chó ở nhà bị mất tích, điện thoại cũng bị mất sóng, nghi ngờ có điều chẳng lành, Jason yêu cầu gia đình anh trai trốn xuống tầng hầm, bản thân thì lấy ra một khẩu súng cất giữ trong nhà và rồi ra ngoài bắn nổ chiếc xe hơi. Hành động này khiến tên sát thủ bên ngoài cảm thấy bất ngờ, lợi dụng hỗn loạn đó, Jason đã chạy ra bên ngoài, tên sát thủ nhanh chóng đuổi theo anh, Jason dụ hắn đi theo anh tới một cánh đồng. Anh bắn một phát đạn trúng vai tên sát thủ khiến hắn ngã xuống, Hắn ta cầm súng lên định bắn trả nhưng lại bị anh bắn thêm một viên đạn nữa vào người. Jason bước tới tra khảo nhưng hắn không hé lộ bất cứ thông tin gì, chỉ để lại một câu nói: hãy nhìn họ đã khiến anh làm gì, rồi cứ thế mà chết đi. Nhận thấy nơi này không còn an toàn nữa, mọi người quyết định rời đi. Anh khuyên cô tìm một nơi nào đó trốn đi, còn bản thân anh không thể đi cùng cô, anh cần phải làm rõ mọi việc. Jason lấy điện thoại của tên sát thủ gọi về trung tâm. Cuộc trao đổi không đạt được kết quả chung giữa đôi bên. Jason lại yêu cầu giám đốc một mình đến để gặp mặt nói rõ vấn đề. Khi ông giám đốc đến điểm hẹn. Jason đứng từ xa phát hiện theo sau là một nhóm đặc vụ. Anh gọi điện thông báo cuộc hẹn đã bị hủy. Jason không tức giận khi ông giám đốc không giữ lời, vì mục đích thật sự khi hẹn buổi gặp mặt này của anh là cái thiết bị theo dõi vào một trong số những chiếc xe này. Nhờ đó anh tìm được nhà của bọn chúng, rồi kích hoạt hệ thống báo động trên các xe ô tô này, tranh thủ cơ hội các vệ sĩ tập trung vào điều bất thường. Jason nhanh chóng lẻn vào, ngắt sóng, ngắt điện và làm nhiễu hệ thống của toàn nhà. Tên cầm đầu đi xuống kiểm tra, nhưng anh đã đứng phía sau chĩa súng uy hiếp tên này. Hắn ta thừa nhận đã hạ lệnh ám sát anh, và rồi bắt đầu giải thích ngọn ngành, Jason đã được lựa chọn để giết chết Kwambosi, nhưng khi nhiệm vụ ám sát thất bại, hắn buộc phải trừ khử anh, vì nếu không, Kwambosi sẽ từ cái tên này điều tra ra Saya đứng phía sau. Qua lời kể lại của ông ta, Jason dần, dần nhớ lại tất cả, anh nhớ khi đứng trước Kwambosi, khi nhìn thấy con gái gã, anh đã lưỡng lự không thể ra tay, sau đó bị phản công bằng hai viên đạn. Sau khi nhớ ra tất cả, anh muốn rút lui, nhưng tên giám đốc không đồng ý, anh đã đấm một cú khiến gã ngất đi, lúc này đám vệ sĩ đã đuổi tới nơi một cuộc đọ súng gai cấn xảy ra trên hành lang một tên từ dưới dùng súng máy bắn tới anh dùng xác một tên làm lá chắn nhảy xuống hạ gục nốt tên vệ sĩ kia giám đốc nhân cơ hội này bỏ chạy tuy nhiên hắn ta vừa đi được một đoạn thì bị một kẻ sát thủ bước xuống xe nổ súng giết chết tên sát thủ này chính là người của trưởng cục cử tới ông ta trình bày trước hội đồng dự án này đã kết thúc đây chỉ là một cuộc tập huấn mà thôi sau khi kết thúc mọi chuyện jason trở lại nơi ở của mori hai người họ cuối cùng cũng đoàn tụ bên nhau bộ phim đến đây là hết rồi tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau